nó già rồi mà. Con gái ơi, chỗ u bán vải gần bán cân quả, bán cân. Thế chị rồi, cái quán nào đây? Khuyên khuyên đi tiếp mấy em tắt. Mặt đấy, cái mít dai đấy. Dạ, dai quá. Mít dai ạ. Ôi, nặng thế. Cháu một cân, cũng xúc cho cháu với, xúc nhé.
chừng rồi. Ngọt rồi. Cắt bằng đóng nhẹp bằng đấy á. Tí cưa xong. Cưa xong. Úi, đừng. Tí cưa xong. Tí nữa cưa thấy mệt lắm. Mệt gì? Thank you.
nhanh lên. Đóng chéo đây. Tiểu Tuấn đừng đóng vội. Đây em giữ cái này. Thank you.
xong chưa? Cái này đồ người làm chống cái đấy, được cái đấy được. Thì tay ăn cơm anh ạ. Ừ rồi, được chưa anh? Rồi, má. Ăn đi anh, ăn dần đi thôi. Rồi ăn. Mời ăn cơm nhé. Vâng. Mời nhắn cơm nha. Mời anh nhé. Mời ăn cơm đi. Ăn một mít. Nước của nhà này mát. Vâng, nó cao. À, thoáng hơn. Cái nhà cũ em nhờ nó hơi thấp. Anh em. Ừ rồi, kệ anh đi. Quả ướt này em chẳng đắm cắt ra rượu cay. Ai ăn thì gắp nhá, lớn. Lộn này ngon. Vâng. Ăn nó mát. Cái này nhà em trồng à? Đâu, em đi em hái vậy. À. Ngoài chợ gần quả. Mới ngon. Này vẫn hơi bị già ấy, nó non tí là ngon. Mít là già ăn nó có vị ngọt. Ăn chưa, mát. Như em trồng đầy quả luôn. Thích mít được. May mát trời. Không nhắn. Đầu tiên mình ăn rồi khó chịu rồi. Nó kiểu mùa mưa ấy. Nóng. Nhưng mà nó có cái vỏ ngoài nó cứng, tại vì nó già. Cái gì lên cơm. Ăn cháy anh. Ừ, tí nữa làm bát cơm đã, tí ăn cháy. Anh ăn cơm nhé, còn đầy cơm này. Anh ai ăn cháy ngon lắm này. Vâng. Giòn không? Cho ăn bát vần luôn. Kỹ. Ok. Đấy. Cơm được mày. Cháy vàng. Cho anh lại thì cháy nữa thôi. Dạ. Nhìn cháy ngon quá. Cháy đâu. Cháy. Bé mật to nó phải là chúng ta mua vẫn 7.000 cân. Mật vuông đúng không? Ừ, mật đó. Mật sa la, mật đâu? Mật trâu. Ăn một to. Có ở đó mà. Ủa bé nó giống. À, xanh ở đây. Anh về nhá. Rồi, anh về đây. Vâng.